hai bắt mất hai con hơi hơi nhỏ nhỏ nó mới 4-5 cân rồi. Thì nói chung là số lượng bấy nhiêu con mà tỷ lệ hai con thì là bình thường, có gì đâu. Đúng rồi, chắc chắn là Gà thai rồi. nhép nó cũng thế, mất là 20 con, mất 10% là nó đọn. Tránh ra được. Nhưng mà cái bãi này của nó là trồng cái cảnh gì, cái cây gì mà đắp gốc đấy? Bưởi này, nhưng mà vấn đề là may là ở cái ngoài này là ông ở ngoài ngoài đồng, nó không có người này đi lại, là con đà điểu nghe mẹ nó cũng thuần, nó không Đâu đông người đông đi chứ, nhưng mà sao nó thuần em đâu. người ta làm cỏ làm rau xung quanh, người có người đông nên người ta mà chơi suốt đi. Mình ở đây thì là hóa ngồi tiêm nước chè cũng kịp. Nhưng Bởi vì là mà cả cái khu vực này nó chưa có ai nuôi không. đầu tư quả hàng rào lưới B40 mẹ cũng nhiều tiền thì ít đâu. Hết khoảng tầm độ tất cả cả lều cả nước cả ấy, hết khoảng độ 7 mấy triệu. Nên mà hai bên sườn mình trồng toàn rau muống, cái thì trồng toàn rau muống, cha rau muống hạt đấy, Như nó khoảng gần gần sào ăn thoải mái. cái bãi cát này là cứ ô tô lùi thẳng vào trong được à? Thì nó đổ ngay ở ngay cổng lều, mình lấy xe rua mình chở vào, À, cứ lâu lâu lại đổ thêm một lớp vào đấy. còn nó cứ thế nó muốn chỗ nào thì lại đổ thêm lại tăng cường. Đẹp, rồi dọi lên đây này. Đấy, nào nếu đi hôm cái đợt làm xong đấy thì bắt đầu nên bắt ai về đấy. Thì hôm ấy bắt hai đợt, một đợt 10 con, một đợt 10 con là Bắt 20 về hai con. đợt. Trưa nay thằng bạn nó xuống nó chơi cả buổi trưa này, nên bảo nó ôm con to nó mà nó có lên tới tầm 16 cân. Mà nuôi được bao nhiêu ngày nhỉ? Quay như là bắt hôm 20 thì hôm nay mới là hôm qua mới rằm được tháng tháng rưỡi. Rưỡi 16 cân thì kinh nghiệm to mẹ. May là ông lại có nhiều rau, mẹ nó rộng này, nó chạy nó lại khỏe, đúng đầy đúng kiểu sa mạc luôn nhỉ. Đấy thả được thế thì Đấy, nó ấy thế này, nhìn đang nhìn ngồi trong bãi nó đang quay xung quanh nó đang ăn này. nhìn nhìn những cái bãi mà nó rỉa cỏ, nhìn nó vặt cỏ thích. Nhìn trong khoái còn để thảm cỏ đấy để cho nó mịn cho nó ăn không cắt bỏ. Thì không, quận này dần dần nó cứ rỉa, nó giãn làm sao mà lên được, chả phải làm. Qua thằng cu Lạng Sơn này, thằng cu ấy nó này nó luôn điện nó hỏi anh ơi em bị mấy con đi ỉa làm kiểu gì, và đơn giản thôi cho nó mỗi mỗi con sáng cho nó viên thuốc đi ỉa của người ấy, chiều cho một viên nữa rồi mai quả tiết cái gì đâu mà. Thì cho nó trộn nó thêm ít cả cám gạo vào thì cám cho nó, thế là xong thôi, đơn giản mà. Ôi, từ Tết giờ bán hàng nghìn con, cũng có một vài ông thì bảo là nó ý là nó đi nó run chân. Và mẹ có các ông cứ gọi điện tất cho ông Quý đi, mẹ ông ấy thầy về đà điểu này, mẹ ông nuôi 20 con chả chết con nào, mà thấy nghe nó chả phải thuốc thang gì, thấy nó chạy lúc bịch chết từ ngoài đồng này. Lúc nào trên dịch nó đang ăn xung quanh người này, đặt chỗ Ông đang xem cái livestream này, nó có những cái mô đất, những cái đám cỏ lên. Thế không huấn luyện con nào để cưỡi chứ mình vẫn phải sờ nó chứ, à? vẫn phải sờ dần dần xong bắt đầu là vài một vài hôm nữa rồi tận lúc nó vào cái túi cát tật buộc vào lưng nó bắt nó phải treo chứ. Nhưng mà ngày xưa lái máy xúc cái nào mà ảnh nắm máy xúc cái này. Nãy máy xúc trong cuối năm ngoái nên là đi bị tắt đại tràng nên là đi mổ cắt đại tràng nên là thôi là vừa rồi bảo bán mẹ bỏ máy xúc đi, nhìn thấy ông Thao ông lai chim cái đà điểu nhưng mà mẹ đã thấy bán mẹ máy đi nên là nên mua về nuôi đi chứ. À, Nên bán còn bán cái máy cóc đấy được nhiều tiền không? bán được có trăm già trăm tí coi như đổ vào đây là vừa hết Thì vừa tiền sinh luôn. tiền giống tiền lều tiền trại Ờ như cái này, mới cái này là tham gia, là nếu mà để ý là cái khả năng đến lúc nó to rồi nó chạy, nếu mà nó thuần như này mà theo như cái livestream này thì không vấn đề gì. Nhưng mà cái lúc nó múa nó chạy, mà ví dụ như là nếu như nó phẳng không sao, nhưng nó chạy nó phải tránh nhiều những cái mô đất gốc cây quá là nó cũng không tốt. mình thả nó liên tục nó sẽ không lao kiểu ý đâu. Đúng rồi,
nếu như Bởi vì mình nếu bất chợt buổi sáng mình mở cửa ra thì nó sẽ nao. Đấy, còn nếu mà mình cứ mở cửa suốt thế này thì nó đi đi lại lại, nó quen tâm rồi, thì con nào chạy thì chạy, nó không quen chạy với nó hay không là nao cả đàn. nó vận động đủ Đấy, rồi. nó quen rồi thì mình không không Thế cái ngại đất này gì. là cái đất gì mà sao nó lại cho mình quy hoạch kiểu này? Của nhà chứ, Ở đất đất nhưng mà ở ngoài đồng thì đất ruộng cấy, ở rừng cấy ông cứ đổ cát và ông quay và ông nuôi. xây hết xung quanh, xây bao xung quanh hai lớp. Ở nước ngoài thì mình không rào B40 mà mình rào bằng lưới đen để mình cho rau hai bên sườn, còn ở giữa thì mình dùng B40 để giữ nó ở trong Hai bên là trồng rau muống. hai bên sườn, dùng rau muống tất cả nó khoảng tầm độ 300 mét rau muống. Nên là bọn đà điểu này độc chỉ ăn rau muống với ăn cám thôi. Ăn rau muống thì mình ra cánh đồng của mình, nó lại trồng hoa, đến khi nó tàn hoa nó hết hoa cái là nó mọc toàn cây quýt nợn hoa trắng, thì cây thòm bóp. Nên là cứ buổi chiều lại lại bắt tải sang ruộng bên làm một tải, về Không. về là cắt cắt thêm lẫn với rau muống. Băm à? Có mình phải thái nhỏ ra chứ, dùng từ rau mẹ rau ngon thì có thái, có lúc có mấy chậu. Bây giờ có thành phần cho ăn hàng ngày là cho ăn cám gì? Bây giờ vẫn phải cho ăn thêm một bao nữa cái loại cám 20% của gà. Cám viên, loại viên mà 20% Đấy, đấy gì? cám viên loại 20% đấy. Của hãng cám gì? Hãng cám ở đây thì nó hãng cám mình không chả nhớ là nó cám gì, ở trong Bao nhà rồi bao nhiêu tiền bao đấy? có 260.000 25 cân. Thế rồi, Thế có thế cho uống uống thêm là bổ sung canxi canxi gì không? có chứ, Canxi là mua mua cái loại ấy à, bột à hay nước? mua lại nó mua loại bột 20.000 một lạng, 20.000 một lạng, ra cửa hàng thuốc y gọi là mua là canxi bột. canxi bột đấy thì nó bán cho một lạng 20.000. Một lạng 20.000. 20.000 thì có mỗi một lần mình cho ít thôi, mấy lần cứ vào máy nó về. Mỗi một lần là chỉ cho một muỗng cà phê à? Chia cà phê nhỏ thôi, Một thìa cà phê nhỏ trộn với 5 kg thức ăn. trộn với năm, trộn với năm 5 cân luôn. Coi như là mình khi mình đổ vào nó đầy được một cái thùng đựng sơn đấy, thùng sơn to ấy. À cái thùng sơn đấy. Mình dùng cái thùng ấy để mình chế ra đây, đi khoét xung quanh sườn của nó một vài cái lỗ thì mình đổ cám vào đấy, lấy cái nốt xe máy cắt thêm một nửa đi, buộc dính nó vào cái đít của nó là cám nó tự chảy, mà thích ăn lúc nào nó tự chảy ra đúng ý, không phải đổ. À nghĩa là cái thùng sơn Đấy, cái thùng thùng sơn mình nhìn thấy đấy. thùng sơn đấy, nhưng mà xong thì mình để cái đít của nó gắn vào cái một nửa của cái lốp xe máy đấy, cái vanh đấy. Đấy, nửa cái nốt xe lít ý, xe lít nốt nó to to tẹo như cái À bổ lửa thế là nó vừa khéo luôn vào cái vòng trong đấy à? vừa khít luôn, nên là mình lấy dây thép mình dí cái chân nó lại cái nên là Thế là coi nó cũng không đổ được, mà đổ vào trong là nó ăn bao nhiêu nó chảy ra bấy nhiêu. ăn bao nhiêu tuổi là Thế đấy, mình chế đó đi. cái thùng đấy nó thấp thế, có phải đậy nắp không? Xong lấy cái nắp của nó đậy lên trên, Thế có khi nào cái lỗ của nó to hơn phần nào? mình cứ thò hai ngón tay vào được là được, À nên là xong là có khi nào nó thò thò cái mỏ nó rỉa rỉa ở cái lỗ đấy không? nó ở tầng dưới đáy thì nó ở dưới mặt dưới thì nó gì làm sao được, chỉ có chỗ chỉ có cám chảy được ra thôi, Cám chảy ra nó ăn đi thì nó lại chảy ra, ăn đi nó lại chảy ra. nó ăn hết là từ đó nó lại chảy ra tiếp. Ông nông dân ông lại còn sáng sáng chế Thế ác ấy nhỉ. thế thì nó mới không bị là thừa bị nhảy vào cám, nó không nhảy vào trong được mà nó chỉ có thò được mỏ vào thôi. Nó không lãng phí. Mình lấy cái típ 21 đấy, mình hàn thành một cây sắn chắn xong đấy, bắc qua một cây máng thì mình để nước một một máng dài thì mình để rau, còn nó làm À sao cho nó ý là cái tip 21 vì hàn thành cái hàng rào, nó chỉ thò cổ vào thôi chứ nó không dẫm vào được. mình áng chừng nó khoảng tầm độ 12 cân hoặc 13 cân một thanh, nên là như kiểu chắn xong cửa sổ ấy. Đúng rồi, nghĩa Xong rồi là nó múc nó chỉ như thò này đầu thì vào được nó thôi. chỉ việc thò đầu vào thôi, Nước nó thế uống nó thì không bị chua mà thức ăn nó cũng không bị chua. nó không nhảy tóm tóm vào, nó không vào nó bơi, Ôi giời, cái để bọn này cái chậu ở ngoài nó nhảy tóm lên vào nghe. cái này bề rộng nó bao nhiêu đây? Cái nào cái mà cái ấy Cái đất á này đất khoảng đất á, cái đất này này bãi đất này này à bãi đất này rộng 7 mét,
dài ba dài 32 mét. Đấy là trừ lều đi rồi, nếu mà dài cả lều của nó là 40 mét. Thế bây giờ ngày nào cũng phải pha chè. Từ ngày nào phải pha chè, hết khách già đến khách trẻ, hết trẻ con đến người già. Bán vé đi, bán vé tham quan. Là cứ xuống chơi là pha chè uống nước thôi thì phải. Nhiều khi chẳng làm được cái gì. Nói anh như sao như này, rồi đến sang đầu năm, sang năm chương của Lý Đan Phương này được em áng chừng nó tầm cỡ 200 tên, bởi vì ông nào cũng hứa hẹn là chú của chị ba ấy đi đặt cho anh, Đặt thì bây giờ có đây, bây giờ đang có đây, bảo ông nào đặt nhưng thì mà đi luôn bây giờ. Không? lều nó chưa nào cái khu vực nó chưa ấy, bởi vì cái đất này người ta đang cho thuê hoa làm hoa, đến cuối năm nay nó mới trả ra, mình giờ mình báo rồi thì tháng cuối năm nó mới trả, hiểu chưa? À, ừ thì Đấy, cả cánh đồng ấy nó nằm hoa, ở kể cả bên cạnh trường nó cũng nằm hoa nghĩa luôn. là bây giờ mình không thể chen ngang hợp đồng được. Đấy, giờ mình cho người ta làm được đâu, người ta hoa đang non bắt người ta phá đâu. Thế là nó toàn nó cứ ấy, xong thì bắt đầu là sang đầu năm cuối năm nay người ta giả thì bắt đầu làm sang đầu năm mới bắt được. Sang đầu năm của mùa 2020 á. Ừ. Đó thì ai ai mà người ta đặt thì cứ ghi danh sách vào đấy, xong thì đặt cọc nhiều ít thì đặt cọc vào đấy thì khác có gì đâu. Mình mới phải đặt trước trong năm không? Là cái gì cái nó chủ Thế động. thì giờ đến cuối năm thì người ta quyết lấy, người ta làm dựng xây dựng lều trại cái thì sang riêng mới có hàng như này. Kể cả bây giờ vẫn đang khan, bây giờ hiện giờ cũng nền Thế trại là chưa phải bây giờ bắt vẫn được. có, nhưng bây giờ người ta lại không ấy được, bây giờ người ta lại không làm được lều kịp, rồi không làm được, không đòi được đất, nên thành ra là nó chỉ hứa hẹn thế. Bao nhiêu nhà xung quanh này, đây đang vào cuối năm nay nó hết, còn thuê thêm mấy sao ở bên xung quanh nữa, 2 triệu một tờ một năm không? Con này đúng ra nguyên bản của nó là ăn rau nhiều và để thoáng như này là cực nhanh lớn. Đấy, thì thằng bạn trưa nay nó xuống vào nó lựa mãi, nó ôm được con to, nó một con này phải được 16-17 tấn. Nói thế thôi nhưng mà mẹ khuyên lên khi còn hơn, nói thật loại này Nó có. bảo nó bê nó còn đạp đạp nó phát vào đầu vào ống chân, còn cái móng của nó còn còn dớm máu, dớm máu trên mi chân mình ấy, nó vào nó ôm nó trong cái chân nó đạp đạp phát vào chân mình còn dớm máu Đấy ôm biết kiểu, ôm biết kiểu. đấy. Đi mẹ đưa nó đứng, đưa nó to hơn cả cái thùng sơn lên, thùng cám rồi Che quất cả cái thùng rồi thùng cám luôn. mất luôn, che mất luôn thùng cám rồi, nó to hơn. Cái thùng Thì cám trắng trắng nói chung là nó để tính ra thì mình cho ăn từ lúc bắt về nó tháng rưỡi, thì con kia thì xem nhau một tuần, thì hiện tại đến bây giờ cũng hết chỉ có 1 triệu tiền cám. thế à? Mất có 1 triệu tiền cám thôi. Mới có 4 bao thì 260.000 là bao. Thế mà nó đã lớn như thế. Đấy. Đấy, mình còn ghi sổ để xem tính tính Phải toán ghi xem chép vào nó chứ, ghi chép vào để ghi theo chép dõi. ra, kể cả mua một là 20.000 tiền thuốc các kiểu thì mình cũng phải ghi vào chứ, để xem tính toán cho nó thế Mình nào làm chứ. kinh tế là phải thế. Làm kinh tế là phải Vừa thế. lên lúc lúc đầu làm vừa ấy, lúc làm vừa cứ bảo ông nào cũng đi mà ở mình, bây giờ lại cứ ngày xuống. Bây giờ đuổi con trẻ thêm về này, suốt ngày xuống không về bán hàng xong cái lại chạy xuống, Ngó xuống để ngó. có khi ngủ mẹ thế này luôn. Vợ bây giờ nghe vẻ thuyết phục rồi. Không phải nhìn nó nhìn thấy nó chả biết là thế nào, nhưng mà nhìn nhìn thấy mình nuôi nó ổn định, nó nhìn con giống nó khỏe mạnh, nó cũng người ta cũng sướng. Không, mình cứ giữ được đầu con thì chả có bao giờ lỗ được. Cứ giữ được đầu con không bao giờ lỗ. Bây giờ thì xung quanh hàng xóm mới đầu mình bắt về, thằng nào bảo mình thì phải nhiều như đó thì bắn nhiều, mới có 30-40 triệu thì nhiều cái gì, người ta còn bỏ ra hàng 200 triệu mẹ, xong tăng cường được đàn lợn, xong giờ nó dịch tả châu Phi phải nó đem tôn hết một loạt tiền thì Đúng. sao, mà bây giờ mình cũng 40 triệu mà còn không dám làm gì thì làm cái gì Con này tôi mà bảo phải. ông quý ông chịu khó, ông lúc nào ở cái một cái khu nào đấy ông cố gắng ông dỗi dỗi ông đầu tư lên một cái vòng tròn, xong làm một cái lô, làm cái lan can xung quanh hai bên, là cứ hôm nào đói bắt đầu là cầm cái cỏ dơ ra là nó đi, nó đi vòng tròn, nó cho đeo cát Tôi lên lưng, dạy gì cho à, đeo bây giờ cát. bây giờ
bây giờ đang ngồi nói chuyện với anh Thao đây mà nó ngồi nằm hết xung quanh này. Đấy, ông phải huấn luyện đến khoảng tầm 5 con. Nằm hết, nó nằm hết xung quanh mình, nó đang dỉ áo ấy. Ông huấn luyện đến 5 con làm sao mà khi nào mà có gọi là lôm la là đặt đứa trẻ con ngồi lên là nó không chồm không dãy thì là có tiền. Đáng ra thì mình đi lên từ cửa lều mình đi xuống đầu dưới kia thì nó phi đằng sau, mình đi quay trở lên thì nó lại phi theo đằng sau quay trở về lều Thì nó cũng loại này đấy. cứ thấy người đến là nó cứ rỉa rỉa người mình, rỉa rỉa tay Một mình áo. thôi, chỉ có riêng một mình thôi, còn người khác vào là nó chạy tép quái, đừng có ai bắt được nó. Ấu rồi rộng Sợ này chạy bắn làm sao được. muốn sờ vào nó không bắt, không sờ được, như thích sờ không sờ như sợ đó. Đúng. Bởi vì giờ nó mười mấy cân thì mà nó chạy nhanh lắm. Mình cho ăn đây mai kia nó to nhá, cứ ai quen thì thôi thả thoải mái, ai không quen thì là con đực Đừng cứ có cẩn thận. vào, Không dám vào luôn. chả chả đến bảo vợ mà thỉnh thoảng phải vào cho nó ăn đi, trong bắt đầu hót cứ hót tiếc, nó nhìn thấy mình nó quen quen thì bắt đầu mình ít nữa mới vào được, không có nó bướng lắm, bướng như chó ấy, không vào đâu. Lúc 40 50 cân là không không ấy là nó to rồi là phải quen, ai quen mới được cho vào. Thì đấy thì thỉnh thoảng thì ngồi vui vui thì rút điện thoại để quay quay nó lên cho nó hay. Không đẹp, nói chung là đẹp đẹp. Cái thằng cu sóc sơn nó đang bảo thì hôm nào em chủ nhật thì nghỉ em xuống cho anh, nó từ sóc sơn nó xuống đan phượng nhìn thấy mình chụp cái ấy nên nó bảo anh chơi, quay cho em xem cái đàn của anh, quay nó lên cái nó sướng quá, hôm nào em với vợ em sang thì xem nuôi kiểu gì và anh nuôi nó nhanh thế. Thì cũng cùng một lô đấy, mà người thì nuôi lớn người nuôi chả lớn, thì cái đấy nó phụ thuộc vào kỹ thuật của mỗi người. Thì mấy hôm trước hỏi nó mà vợ của em cái con to nhất chắc được khoảng 6 cân, mà tại vì lúc nó bắt nó bắt to, nó bắt 2,4 triệu, nó bắt con đống to rồi đấy. To bắt to. Cái này là được, cái cơ bản là phải có nguồn thức ăn rau mới để bổ sung cám với canxi rồi cái mật độ nó thoáng này quan trọng, nó đôi khi nó chỉ cần thoáng nó đã lớn rồi chứ không không nhất thiết Đây là ở phải phải. ngoài cánh đồng mình để mấy mô cỏ canh lên nó ra, nó cứ trà đấy, nó bắt đầu nó giật nó gì ạ. Mình chán xong thì lại vào máng cám, vào máng cám thì làm vài hồ xong lại sang máng rau, làm một điều thế làm tăng nước thế Đấy, ra chạy cái về. đoạn cái đoạn video sau này đấy, ông đang ngồi ông mặc cái áo kẻ trắng sọc sọc nhỏ đấy, cứ rỉa cổ rỉa tay nữa rồi. Nghịch xung quanh người. Có một cái vừa mới hình như là mình vừa mới quay lúc sáng thì sao, lúc sáng thì nó bị bướng nhìn được cái là quay cái qua kia kia Rồi hôm ok, từ qua. đến giờ rất là nhiều người hỏi thì hỏi thì mình cứ có khi nào mình bắn được cái số thì có kinh nghiệm thì chia sẻ cho các bác một tí, các bác nuôi thì thực ra mình cũng thấy Rồi là nói gì gái nó phải có dẫn chứng. Ông nuôi đàn này hình ảnh này có khi nhà báo nó còn muốn về nó quay. Thế thôi được rồi, nếu mà cứ ấy đi bảo ấy, đi bảo ấy, nếu như ai mà nó bị trục trặc cái gì thì ấy thì nói chung mình cũng biết thực ra là mình nó bán thì ấy. danh sách ở trên sổ sách của mình bây giờ lên lên đến hàng khoảng 200 khách hàng rồi, mà Rồi nhưng bán hàng hàng hơn 1.000 con rồi, nhưng mà vấn đề mà là thế là như ông Thao hỏi thì có khi là người ta chưa chưa chắc là đã có thời gian để hỏi người ta với cái mức độ, hoặc là người ta nuôi nó với cái kiểu gì, hoặc là mình phải để cho nó cát tiếp hoặc là thế nào, mình chắc chắc mình cũng không có thời gian để hỏi những cái chuyện đó, nhưng khi điện cho mình sẽ hỏi một là thế, đấy. hai nữa Cái là tại nó sao nhìn thấy thực tế này nó nói nó thuyết phục hơn. nó lại 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 sinh ra một cái bệnh gì đó thì nó phải từ cái gì nó ra cái gì Đúng đúng đúng, ông đấy, lái máy nhưng mà tại còn sao. kỹ thuật chăn nuôi là cao đấy. Ok thì tôi cảm ơn nhá, có gì thỉnh thoảng anh em mình alo nhá. Chào các bác, mình là Thao Chim Cú Gáy. Hôm nay là mình chia sẻ với các bạn những cái hình ảnh về những chú đà điểu con giống như thế này được chuẩn bị xuất bán đi, chuyển đi với đựng vào những cái thùng xốp rất là chuyên nghiệp như thế này. Đấy, các bạn có thể xem qua cái quy cách bao bì, nó đựng được những cái thùng xốp dập lỗ tròn rất là chuyên nghiệp. Và những chú đà điểu này thì được kiểm định kiểm dịch có mã số đàng hoàng, có mã số rất là rõ ràng. Đó, mã số rõ ràng đây, con nào cũng vậy thôi. Đấy, rồi những chú đà điểu này thì được mình đóng gói và có kiểm dịch, có nguồn gốc xuất xứ, có giấy tờ, có thuốc gửi theo, có hướng dẫn sử dụng chăn nuôi và có người nhận người chuyển rất là đảm bảo.
Chính vì vậy là cái kênh của mình hiện giờ là cung cấp chim cu gáy với 4 trang trại được để cung cấp giống đi toàn quốc, và con giống đa điểu cũng vậy thôi. Con giống đa điểu thì hiện nay là mình cũng đã đi từ khu vực miền Tây, Đồng Tháp, Cà Mau, Trà Vinh rồi đến các khu vực miền Nam, các quận thành, quận 9, quận 12 và các khu vực bến xe miền Đông. Thì các bạn có thể luôn luôn gọi điện và mình sẽ gửi cho các bạn một cách an toàn. Các bạn ở khu miền Trung thì quá ok rồi, chỉ gửi một ngày một đêm là đến Quảng Trị, Huế. Nếu các bạn ở miền Bắc, miền Nam thì của các bạn ở phía Bắc thì Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, rất là nhiều các bạn đã từng mua con giống đa điểu của đồng chí Thao chim cu gáy, số điện thoại là 033 5305982, thì các bạn có thể biết và mua con giống. Hiện bây giờ là những chú này là được tập đây chuẩn bị để gửi cho xe, tầm là buổi tối là 8 giờ tối sẽ đi từ bến xe nước ngầm và được chuyển sang bên nước Lào. Ở Lào thì có rất nhiều dự án của mình, nên rằng các bạn yên tâm là đà điểu sẽ được đi mọi miền tổ quốc. Thực ra đi sang bên nào thì rất là gần, các bạn chỉ đi tương đương với đi vào Quảng Trị thôi, nó không lâu như là đi trong miền Nam. Đi từ thủ đô Hà Nội bến xe nước ngầm sang Viên Chăn chỉ mất một ngày một đêm thôi các bạn ạ, thì rất là tiện, mình đã gửi sang đấy rất là rất là an toàn rồi, quá là an toàn rồi đấy. Thì bây giờ cái xe thì thường là vào tận nhà mình là mình chuyển thẳng xuống bến xe nước ngầm. Thì các bạn biết là cái hình ảnh chim cu gáy thì đó là thực tế rồi, mình không có gì bàn cãi về đồng chí Thao cả. Thì các bạn thấy là đây là những cái thông tin về cái trang và cái kênh của mình các bạn nhé. Các bạn biết đến cái kênh chim cu gáy hay cũng là trên cái website chimcugayhay.com, chim cu gáy hay trên YouTube và chim cu gáy hay trên Facebook, và cái Gu Style của chim cu gáy Ba Vì Hà Nội, văn phòng ở Hà Nội, văn phòng thành phố Hồ Chí Minh. Có nhu cầu Zalo và giao lưu toàn quốc, hai cái tài khoản để các bạn giao dịch là Agribank và BIDB đều chủ tài khoản là Vũ Quan Thao. Có Facebook, YouTube và địa chỉ của mình là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó, với cái phương châm là bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin, và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ đăng ký kênh chim cu gáy hay của mình. Đấy, nhà thì không có gì ngoài chim cu gáy và đà điểu các bạn ạ. Đây là những cái thùng xốp được tập kết ở đây, mỗi một chuyến này mình lấy 120 cái thùng như này, có thể lên đến vài triệu tiền thùng. Và các bạn biết đấy, thì mình sẽ chuyển cho các bạn dù 2 con, dù 1 con, dù 5 con, 7 con, mình đều chuyển cho các bạn hết. Thì các bạn có thể yên tâm là các bạn ở xa, các bạn chỉ cần đặt hàng và các bạn đã là khách hàng quen rồi thì rất là tốt, mình sẽ chuyển cho các bạn và đảm bảo chuyển an toàn 100% luôn, không có trường hợp chết chóc rủi ro gì cho các bạn ạ. Mình nếu như có rủi ro gì mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Để mong rằng các bạn biết đến cái kênh này là như vậy. Đấy, thì có một số bạn hỏi và bây giờ làm thế nào để mua được, thì cũng xin thưa với các bạn hiện giờ thì mình cũng đã xây dựng được một cái văn phòng đại diện tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Chính như vậy các văn phòng này có sẽ trách nhiệm chăm sóc và bảo quản, bảo kê cho mình con giống khỏe mạnh, có kiểm dịch, có người bảo giữ và có người đại diện thu tiền. Các bạn ở khu vực miền Tây thì các bạn có thể qua văn phòng tại bến xe miền Đông, và các bạn ở khu vực ở miền Bắc thì rất là thuận tiện, bởi vì nhà mình thì ở rất là ngày nào mình cũng chuyển những cái đơn hàng xuống bến xe Mỹ Đình và các bến xe nước ngầm Gia Lâm, Giáp Bát, Yên Nghĩa. Chính như vậy là từ trung tâm Hà Nội lan tỏa đến các khu vực miền Trung, miền Bắc thì là quá ok. Còn nếu như các khu vực ở miền Tây và miền Nam thì các bạn cố gắng là liên hệ và thống nhất, thì tôi sẽ gửi về văn phòng tại khu vực bến xe miền Đông và từ đó họ sẽ chăm sóc và họ sẽ gửi cho các bạn về Trà Vinh, Cà Mau, Đồng Tháp hay các khu vực phía cuối đất nước. Cầm tất cả cũng yên tâm là mình đã thành lập được cái ekip nó an toàn và chuyên nghiệp để phục vụ cho các bạn trên mọi miền tổ quốc đấy. Thì chính như vậy các bạn cũng đã mua rồi thì các bạn biết đến đấy, thì đồng nghĩa với cái việc là gì, chúng ta giao lưu từ xa và kết nối không giới hạn. Internet là một nhu cầu không thể thiếu trong những cái năm gần đây, và có những người rất thành công trong cái việc kinh doanh internet, trong đó có đồng chí Thao chim cu gáy hay. Đấy, các bạn thấy là những chú đa điểu này rất là đáng yêu, rất là khỏe mạnh luôn, chúng túm tụm vào nhau ngủ nghỉ
đúng không ạ? Và tí nữa là xe ô tô sẽ lùi đến và sẽ lên xe, và chỉ tầm giờ này chiều mai thì nó sẽ có ở bên tại thủ đô Viên Chăn đó. Thì các bạn biết là dự án ở bên nào thì luôn luôn có những cái số lượng lên đến hàng hàng trăm con mỗi một lần chuyển. Còn những các bạn mà buôn, các bạn mua lẻ, các bạn nuôi thì có thể là lên 10 con, 20 con, 30 con. Tất nhiên là số lượng thì các bạn phải đăng ký và các bạn phải chủ động liên hệ cho tôi để chúng tôi còn có cái sự chủ động sắp xếp. Bởi vì nguồn con giống theo tôi được biết thì bây giờ cũng rất là khó khăn, cũng rất là hiếm. Chính vì vậy là để có được những chú con giống khỏe mạnh, đảm bảo và bán cho các bạn năm nay rồi sang năm để các bạn chăn nuôi có lãi, đó là một cái phương châm luôn luôn đặt ra hàng đầu cho các bạn. Bởi vì chúng ta phải kết hợp hai bên cùng có lợi. Nếu như chúng tôi bán cho các bạn mà các bạn không có lãi thì các bạn sẽ không gặp chúng tôi cho những năm sau, đúng không ạ? Chính như vậy là đó là cái phương châm rất là rõ ràng. Đấy, mình cũng xin phép là mình quay sát hơn một chút về cái hình ảnh của những chú đà điểu này để cho các bạn.